Thảo Nguyên xin kính chào tất cả quý vị. Xin chào đón quý vị đến với chương trình truyền hình của hệ thống truyền thông TNT Media. Và sau đây mời quý vị theo dõi phần tin tức mới nhất của chúng tôi với bản tin Hoa Kỳ, Việt Nam và Thế giới. Hôm 24 tháng 7, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden cho biết về việc đột ngột rời bỏ cuộc đua tổng thống năm 2024. Giám đốc FBI Christopher Wray cho biết hôm 24 tháng 7, hung thủ trong vụ mưu sát cựu Tổng thống Donald Trump đã lên mạng tìm kiếm thông tin về vụ ám sát John F. Kennedy cùng ngày khi ghi danh tham gia cuộc meeting của ông Trump ở Butler, bang Pennsylvania. Thủ tướng Israel Netanyahu đã phát biểu trước Quốc hội Mỹ ở Washington ngày 24 tháng 7 và tìm cách tăng cường sự hỗ trợ của Hoa Kỳ cho cuộc chiến của Israel chống lại Hamas và các nhóm vũ trang khác do Iran hậu thuẫn. Bắc Hàn đã thả khoảng 500 quả bóng bay chở đầy rác vào không phận Nam Hàn, làm gián đoạn các chuyến bay và gây ra đám cháy trên nóc một tòa nhà dân cư. Hai máy bay có khả năng ném bom hạt nhân chiến lược của Nga và Trung Quốc đã tuần tra gần tiểu bang Alaska của Mỹ ở Bắc Thái Bình Dương và Bắc Cực hôm 25 tháng 7, khiến Hoa Kỳ và Canada phải nhanh chóng đưa cánh máy bay chiến đấu lên theo dõi. Hoa Kỳ đang tìm cách giúp tăng cường khả năng hoạt động hợp pháp của Philippines trong vùng biển của Philippines. Khoảng 55 người Việt xin tị nạn nhưng không thành công, bị đưa từ Anh trở lại Việt Nam. Đây là lần đầu tiên một chuyến bay đưa những người xin tị nạn bị Anh từ chối về lại Việt Nam kể từ năm 2021. Bộ Thương mại Hoa Kỳ lại khoảng một quyết định khó khăn về việc có nên nâng cấp Việt Nam trở thành nền kinh tế thị trường hay không cho đến đầu tháng 8 tới. Mỹ và Việt Nam đang bàn thảo về việc Hoa Kỳ bán máy bay vận tải quân sự C-130 Hercules cho Việt Nam, một dấu hiệu cho thấy sự hợp tác an ninh chặt chẽ hơn. Trong ngày quốc tang đầu tiên, nhiều người dân quan chức Việt Nam cũng như nước ngoài hôm 25 tháng 7 đã tới viếng cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người qua đời hôm 19 tháng 7, thọ 80 tuổi. Và sau đây là bản tin chi tiết. Hôm 24 tháng 7, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden cho biết về việc đột ngột rời bỏ cuộc đua tổng thống năm 2024. Ông Biden nói như vậy với người dân Mỹ trong bài phát biểu tại phòng bầu dục, đánh dấu hơn 50 năm hoạt động chính trị của ông. Ông Biden nói, "Tôi tôn trọng văn phòng này, nhưng tôi yêu đất nước của mình hơn. Tôi đã quyết định con đường tốt nhất phía trước là truyền ngọn đuốc cho thế hệ mới. Đó là cách tốt nhất để đoàn kết đất nước chúng ta. Điều tuyệt vời nhất của nước Mỹ là ở đây, các vị vua và những kẻ độc tài không cai trị. Chính người dân là người cai trị. Lịch sử nằm trong tay quý vị. Quyền lực nằm trong tay quý vị. Ý tưởng về nước Mỹ nằm trong tay quý vị." Ông Biden, 81 tuổi, trước đó đã bác bỏ áp lực kéo dài nhiều tuần từ các đảng viên đảng Dân Chủ buộc phải từ bỏ cuộc tranh cử sau màn tranh luận thảm hại vào ngày 27 tháng 6, đồng thời nói rằng chỉ có Chúa toàn năng mới có thể thuyết phục ông bỏ cuộc. Ông Biden đã đưa ra quyết định của mình sau nhiều ngày trăn trở trước cuộc thăm dò. Nội bộ dự đoán rằng ông có thể thua ông Donald Trump của đảng Cộng Hòa vào tháng 11 tới. Đây là bài phát biểu công khai mở rộng đầu tiên của ông Biden kể từ khi ông chịu áp lực từ các thành viên đảng Dân Chủ và ông thông báo hôm 21 tháng 7 trên mạng xã hội rằng ông đã quyết định không tái tranh cử vào ngày 5 tháng 11 tới. Ông Biden là tổng thống đương nhiệm đầu tiên không tái tranh cử kể từ năm 1968 khi ông Lyndon Johnson, người bị chỉ trích vì cách giải quyết chiến tranh Việt Nam, đột ngột rút khỏi chiến dịch tranh cử vào ngày 31 tháng 3. Kể từ khi ông dừng tái tranh cử, các đảng viên đảng Dân Chủ đã tập hợp xung quanh ông, bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với cá tính và thành tích tổng thống của ông. Ông Biden cho biết ông sẽ tập trung vào công việc tổng thống trong 6 tháng còn lại. Sự nghiệp chính trị của ông Biden bắt đầu khi ông được bầu vào Thượng viện năm 1972 ở tuổi 29, trở thành Thượng nghị sĩ trẻ thứ 6 của Hoa Kỳ. Ông sẽ kết thúc nhiệm kỳ tại Tòa Bạch Ốc vào ngày 20 tháng 1 năm 2025, với tư cách là Tổng thống Mỹ lớn tuổi nhất khi ông đã bước sang tuổi 82. Giám đốc FBI Christopher Wray cho biết hôm 24 tháng 7,
Hung thủ trong vụ mưu sát cựu tổng thống Donald Trump đã lên mạng tìm kiếm thông tin về vụ ám sát John F. Kennedy cùng ngày khi ghi danh tham gia cuộc meeting của ông Trump ở Butler, bang Pennsylvania. Anh ta đã tìm kiếm trên Google với cụm từ Oswald đứng cách Kennedy bao xa. Ông Gray nói trong lời khai chứng trước Ủy ban Tư pháp Hạ viện. Ông cho biết hung thủ đã hết sức tập trung vào Tổng thống Trump và các cuộc meeting của ông vào thời điểm đó. Ông Gray cho biết hung thủ đã bắn ít nhất 8 phát đạn từ vị trí trên mái nhà gần cuộc meeting, làm ông Trump bị thương ở tai, giết chết một người tham dự cuộc meeting và làm bị thương hai người khác. Hung thủ đã sử dụng một khẩu súng trường kiểu tấn công AR-15 với bán súng có thể gặp lại được. Điều này có thể giải thích tại sao mọi người khó phát giác hơn. Động cơ của vụ nổ súng vẫn chưa rõ ràng. Ông Gray cho biết nhiều người đã mô tả hung thủ là người cô độc và danh sách liên lạc trong điện thoại của anh ta rất ít. Ông Gray cũng nói rằng hung thủ đã điều khiển một máy bay không người lái cách sân khấu nơi ông Trump phát biểu trước đám đông khoảng 180m và phát trực tiếp đoạn phim trong khoảng 11 phút, khoảng 2 giờ trước sự kiện diễn ra. Các thiết bị nổ thô sơ cũng thu được từ xe và nhà của hung thủ được thiết kế để kích nổ từ xa. Hung thủ mang theo một chiếc máy phát tín hiệu vào thời điểm xảy ra vụ nổ súng. Tuy nhiên, FBI tin rằng nghi phạm sẽ không thành công nếu cố gắng kích nổ các thiết bị. Ông Gray nói, tôi đã nói từ lâu rằng chúng ta đang sống trong một môi trường có mối đe dọa ngày càng cao và bị thảm thay vụ mưu sát là một ví dụ nữa, đặc biệt tàn khốc minh chứng điều này. Bà Kimberly Chiro đã phải từ chức giám đốc cơ quan mật vụ Hoa Kỳ hôm 23 tháng 7 sau khi lưỡng đảng yêu cầu bà từ chức vì không ngăn chặn được âm mưu ám sát. Thủ tướng Israel Netanyahu đã phát biểu trước Quốc hội Mỹ ở Washington ngày 24 tháng 7 và tìm cách tăng cường sự hỗ trợ của Hoa Kỳ cho cuộc chiến của Israel chống lại Hamas và các nhóm vũ trang khác do Iran hậu thuẫn. Ông Netanyahu đã nói rằng một thỏa thuận ngừng bắn có thể hình thành sau 9 tháng chiến tranh, nhưng trong bài phát biểu nảy lửa trước Quốc hội Hoa Kỳ, ông thề sẽ tiếp tục cuộc chiến của Israel cho đến khi đạt được chiến thắng hoàn toàn. Trong khi đó, bên ngoài trụ sở Quốc hội Mỹ, hàng nghìn người biểu tình đã tập trung gần điện Capitol để phản đối cuộc chiến của Israel ở Gaza. Một số người biểu tình cầm biểu ngữ phản đối ông Netanyahu và kêu gọi chấm dứt viện trợ của Mỹ dành cho Israel. Thủ tướng Israel đang đứng trước áp lực từ trong nước và từ Tổng thống Mỹ Joe Biden, cũng như từ các lãnh đạo quốc tế yêu cầu ông phải đạt được lệnh ngừng bắn. Ông Netanyahu lâu nay khẳng định mục tiêu của Israel là chấm dứt sự kiểm soát của Hamas tại Gaza và sẽ không ngừng chiến đấu cho tới khi đạt được mục tiêu đó. Các cuộc thương lượng về các chi tiết làm sao dừng giao tranh đã gặp nhiều khó khăn và hai bên Israel và Hamas vẫn chưa đạt được thỏa thuận. Bắc Hàn đã thả khoảng 500 quả bóng bay chở đầy sát vào không phận Nam Hàn, làm gián đoạn các chuyến bay và gây ra đám cháy trên nóc một tòa nhà chung cư. Những quả bóng bay này là một phần trong chiến dịch tuyên truyền đang diễn ra của Bắc Hàn, chống lại những người đào tị và các nhà hoạt động Bắc Hàn ở miền Nam. Những người thường xuyên thả những quả bóng bay mang theo các vật phẩm như truyền đơn chống Bình Nhưỡng, thuốc men, tiền và thẻ USB chứa các video ca nhạc K-pop và phim truyền hình Nam Hàn. Một quan chức của Tổng công ty sân bay Hàn Quốc cho biết rằng một quả bóng bay bị nghi ngờ đã làm cho các chuyến bay tại sân bay Gimpo bị đình chỉ, cất cánh và hạ cánh trong 2 giờ vào tối ngày 24 tháng 7. Một tỉnh gần Seoul, một quả bóng bay đã bốc cháy trên nóc một tòa nhà dân cư và lực lượng cứu hỏa đã dập tắt ngọn lửa. Quân đội Nam Hàn cho biết một số quả bóng bay rác được trang bị nút bấm hẹn giờ có thể gây cháy. Phát ngôn của Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc Lee Sung-jung cho biết rằng một thiết bị hẹn giờ được gắn vào các quả bóng bay rác có tác dụng làm nổ bóng bay để tung rác ra sau một khoảng thời gian nhất định. Ông Lee cho biết 480 quả bóng bay đã rơi xuống Nam Hàn tính đến ngày 25 tháng 7, chủ yếu mang theo giấy vụn và nhựa.
Hôm 24 tháng 7, các bóng bay của Triều Tiên đã hạ xuống khu vực gần văn phòng Tổng thống, được bảo vệ nghiêm ngặt ở thủ đô. Hai máy bay có khả năng ném bom hạt nhân chiến lược của Nga và Trung Quốc đã tuần tra gần tiểu bang Alaska của Mỹ ở Bắc Thái Bình Dương và Bắc Cực hôm 25 tháng 7, khiến Hoa Kỳ và Canada phải nhanh chóng đưa cánh máy bay chiến đấu lên theo dõi. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS Bear của Nga và máy bay ném bom chiến lược Tây An S-6 của Trung Quốc đã tham gia tuần tra trên biển Chukchi và Bering, cũng như ở Bắc Thái Bình Dương. Trong cuộc tuần tra kéo dài 5 giờ, máy bay ném bom Nga và Trung Quốc được hộ tống bởi các máy bay chiến đấu Sukhoi Su-30SM và Su-35S của Nga. Nga cho biết không có không phận nước ngoài nào bị xâm phạm. Bộ Tư lệnh Phòng thủ Hàng không Vũ trụ Bắc Mỹ của quân đội Hoa Kỳ cho biết, các máy bay chiến đấu của Mỹ và Canada đã nghênh cản máy bay Nga và Trung Quốc trong vùng nhận dạng phòng không Alaska. Máy bay của Nga và Trung Quốc vẫn ở trong không phận quốc tế và không bị coi là mối đe dọa. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi hoạt động của đối thủ gần Bắc Mỹ và sẽ có mặt khi đối phương xuất hiện. Người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết, cuộc tuần tra chung đã làm sâu sắc thêm sự tin cậy chiến lược và sự phối hợp giữa quân đội hai nước, Trung Quốc và Nga. Ông Trương Hiếu Cương nói rằng, nó không liên quan gì đến tình hình quốc tế hiện nay. Còn Nga cho biết rằng, sự kiện này được tổ chức như một phần trong việc thực hiện kế hoạch hợp tác quân sự năm 2024 và không nhằm mục đích chống lại một nước thứ ba nào. Hoa Kỳ đang tìm cách giúp tăng cường khả năng hoạt động hợp pháp của Philippines trong vùng biển của Philippines. Nhà ngoại giao cấp cao của Hoa Kỳ về Đông Á Daniel Quisenbrink hoan nghênh một thỏa thuận gần đây giữa Philippines và Trung Quốc nhằm giảm bớt căng thẳng trong tranh chấp đôi bên ở Biển Đông, nhưng cho biết điều quan trọng sẽ là việc thực thi. Philippines, một đồng minh của Mỹ, còn Trung Quốc, đối thủ chính của Mỹ ở Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương, đã nhiều lần đối đầu trên biển trong năm qua. Nhưng Philippines nói trong tuần này rằng, hai bên đã đạt được một thỏa thuận tạm thời để giảm bớt căng thẳng và quản lý sự khác biệt. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin sẽ có mặt ở châu Á trong tuần này và tuần tới để trấn an các đồng minh và đối tác về sự ủng hộ của Mỹ vào thời điểm cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11 tạo ra sự lo lắng về chính sách đối ngoại có thể thay đổi của Hoa Kỳ. Hai người sẽ đến Philippines để hội đàm với những người đồng cấp Philippines và với Tổng thống Marcos Jr. vào ngày 29 và 30 tháng 7. Bà Mira Raffs-Hubers, giám đốc cấp cao về Đông Á tại Hội đồng An ninh Quốc gia Tòa Bạch Ốc, phát biểu tại sự kiện này rằng Hoa Kỳ đang tìm cách tăng cường hỗ trợ thiết thực cho Philippines. Ông Eli Rasner, quan chức cấp cao của Ngũ Giác Đài phụ trách khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương cho biết Hoa Kỳ đang trên đường tham gia vào một số hỗ trợ chưa từng có cho việc hiện đại hóa lực lượng vũ trang của Philippines. Ông cho biết hai bên sẽ thảo luận về lộ trình hỗ trợ an ninh và nói thêm rằng họ hiện có thể mở rộng các cuộc thảo luận về việc sử dụng 4 địa điểm quân sự mới mà Hoa Kỳ đã được quyền sử dụng theo thỏa thuận hợp tác quốc phòng tăng cường năm 2014 của họ. Khoảng 55 người Việt xin tị nạn nhưng không thành công, bị đưa từ Anh trở lại Việt Nam. Đây là lần đầu tiên một chuyến bay đưa những người xin tị nạn bị Anh từ chối về lại Việt Nam kể từ năm 2021. Anh dùng các nguồn tiền mà chính phủ trước đây dành riêng cho kế hoạch Rwanda để đưa người tị nạn không được chấp nhận về lại Việt Nam. Chính phủ do Đảng Lao động cầm quyền đã hủy bỏ kế hoạch Rwanda sẽ đưa một số người xin tị nạn ở Anh đến quốc gia Rwanda ở Đông Phi, chỉ trong vòng vài giờ sau khi lên nắm quyền. Hồi tháng 4 vừa qua, Anh đã ký một thỏa thuận với Việt Nam nhằm tăng cường hợp tác giải quyết vấn đề di cư bất hợp pháp và ngăn chặn người Việt mạo hiểm tính mạng khi vượt eo biển Manchester để vào Anh. Theo Bộ Nội vụ Anh, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Anh phụ trách phòng chống di cư bất hợp pháp, ông Michael Tomlinson và Phó Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an, Đại tá Vũ Văn Hưng đã ký tuyên bố chung về hợp tác
phòng chống di cư bất hợp pháp, đồng thời tái khẳng định quan hệ đối tác bền chặt giữa hai nước tại London. Tin cho hay thỏa thuận này được ký kết trong bối cảnh nhiều người di cư Việt Nam đến Vương quốc Anh trên những chiếc thuyền nhỏ. Việt Nam nằm trong top 10 nước dẫn đầu các quốc gia có di dân bất hợp pháp vào Anh bằng phương thức nguy hiểm này. Bộ Thương mại Hoa Kỳ lại hoãn một quyết định khó khăn về việc có nên nâng cấp Việt Nam trở thành nền kinh tế thị trường hay không cho đến đầu tháng 8 tới. Quyết định nâng cấp mà Hà Nội mong đợi từ lâu được dự kiến đưa ra vào ngày 26 tháng 7. Việc nâng cấp này bị các nhà sản xuất thép của Hoa Kỳ, những người nuôi tôm và nuôi mật ong ở bờ vịnh phản đối, nhưng được các nhà bán lẻ và một số nhóm kinh doanh khác ủng hộ. Nếu được công nhận quy chế kinh tế thị trường, hàng nhập khẩu của Việt Nam vào Mỹ sẽ được giảm thuế chống bán phá giá. Hiện tại, Mỹ xem Việt Nam là một nền kinh tế phi thị trường do chịu ảnh hưởng nặng nề của nhà nước. Bản ghi nhớ đã được nộp trong hồ sơ vụ việc công khai Bộ Thương mại để xem xét tình trạng nền kinh tế phi thị trường của Việt Nam. Người phát ngôn của Bộ Thương mại không trả lời yêu cầu cung cấp thêm thông tin về sự trì hoãn này. Họ cho biết bước này là cần thiết trong bối cảnh công việc bị trình trệ liên quan đến bản cập nhật dữ liệu của công ty an ninh mạng CrowdStrike vào tuần trước gây ra tình trạng ngừng hoạt động công nghệ thông tin trên toàn thế giới. Thời hạn ra quyết định ngày 26 tháng 7 cho trường hợp Việt Nam đã trở nên khó xử sau cái chết của lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng vào tuần trước, vì sự kiện này trùng với ngày quốc tang của ông được ấn định vào ngày 26 tháng 7. Mỹ và Việt Nam đang bàn thảo về việc Hoa Kỳ bắn máy bay vận tải quân sự C-130 Hercules cho Việt Nam, một dấu hiệu cho thấy sự hợp tác an ninh chặt chẽ hơn. Hai nguồn tin cho hay các cuộc đàm phán có thể dẫn đến một hợp đồng cung cấp trong năm nay. Đây sẽ là thỏa thuận quân sự lớn nhất của Việt Nam kể từ khi Việt Nam tuyên bố rằng có ý định đa dạng hóa về nguồn cung cấp hàng quốc phòng, sau nhiều thập kỷ phụ thuộc nhiều vào vũ khí của Nga. Vận tải cơ C-130 có thể chở binh sĩ, thiết bị quân sự và các vật tư khác, đồng thời sẽ tăng cường khả năng phòng thủ của Việt Nam vào thời điểm có căng thẳng gia tăng về ranh giới ở Biển Đông với Trung Quốc và các nước khác trong khu vực. Hoa Kỳ có thể đề nghị trợ giúp tài chính cho Hà Nội trong khuôn khổ thương vụ mua bán. Số tiền đó có thể lên tới hàng chục triệu đô la để trang trải cho hoạt động bảo trì và các chi phí khác. Mẫu máy bay đang được cân nhắc là C-130J, phiên bản mới nhất của loại máy bay này. Nguồn tin không nói về tổng chi phí của thỏa thuận tiền tàng và số lượng máy bay đang được bàn thảo là bao nhiêu, vì đây không phải là những cuộc đàm phán công khai. Kể từ khi lệnh cấm vận vũ khí của Mỹ được dỡ bỏ vào năm 2016, xuất khẩu quốc phòng của Mỹ sang Việt Nam phần lớn chỉ giới hạn ở các tàu tuần duyên và máy bay huấn luyện. Hiện tại, cảnh sát Việt Nam xem xét việc mua máy bay trực thăng do Mỹ sản xuất và Bộ Quốc phòng cũng đang xem xét các loại máy bay khác của Mỹ, bao gồm cả máy bay chiến đấu F-16. Các quan chức Việt Nam xác nhận đã có các cuộc đàm phán về máy bay F-16 cũng do Lockheed Martin sản xuất, nhưng cho biết rằng các cuộc đàm phán đó ít tiến triển hơn vì mua máy bay chiến đấu của Mỹ bị xem là có nhiều khả năng ảnh hưởng đến quan hệ của Việt Nam với các nước khác, đặc biệt là Trung Quốc. Riêng máy bay C-130 ít nhạy cảm hơn vì chúng có thể được coi là máy bay phòng thủ hoặc vận tải. Nhưng hiện tại, các báo cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ đã nêu ra những vi phạm nhân quyền ở Việt Nam, làm phức tạp thêm việc phê duyệt để chuyển giao vũ khí cho Việt Nam. Trong ngày quốc tang đầu tiên, nhiều người dân quan chức Việt Nam cũng như nước ngoài hôm 25 tháng 7 đã tới viếng cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người qua đời hôm 19 tháng 7, thọ 80 tuổi. Báo chí trong nước đưa tin, gia đình và nhà nước Việt Nam đã tổ chức lễ viếng ông Trọng tại 3 địa điểm là nhà tang lễ quốc gia ở Hà Nội, Hội trường Thống nhất ở Sài Gòn và quê nhà của ông ở xã Đông Hội, huyện Đông Anh thuộc thành phố Hà Nội. Chủ tịch nước Tô Lâm, người được Bộ Chính trị phân công làm Tổng Bí thư trước khi ông Trọng qua đời, viết trong sổ tang rằng: Ông Trọng là nhà lãnh đạo đặc biệt xuất sắc, người đảng viên Cộng sản kiên trung, một tấm gương sáng ngời không ngừng học tập, làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong khi đó, Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính viết rằng:
Chúng tôi nguyện noi gương, đoàn kết, thống nhất, chung sức, đồng lòng và quyết tâm cao, nỗ lực lớn, vượt qua mọi khó khăn thử thách. Tin cho hay, các quan chức nước ngoài tới tham dự lễ tang ông Trump, có người đứng đầu chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu, ông Joseph Borrell. Đại diện của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình là ông Vương Hộ Ninh, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Chủ tịch Chính hiệp Toàn quốc Trung Quốc, Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernandez, Tổng bí thư Chủ tịch nước Lào Thong Luong Sisulit và cựu Thủ tướng Campuchia Hun Sen. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken sẽ đến dự tang lễ ông Trump tại Hà Nội, đồng thời sẽ gia tăng nhiều hơn mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước. Trong hai ngày quốc tang, Việt Nam dừng các hoạt động vui chơi, giải trí công cộng và treo cờ rủ tại các cơ quan công sở. Năm 2017, ông Trọng đã thực hiện công cuộc đốt lò, điều mà nhiều người coi là chiến dịch trấn áp tham nhũng kiểu Trung Quốc. Trong đó, hàng trăm quan chức cấp cao bị điều tra về tội hối lộ và nhiều người bị buộc phải nghỉ việc, bao gồm các bộ trưởng trong nội các, một chủ tịch quốc hội và hai chủ tịch nước. Quý vị vừa theo dõi phần tường trình tin tức trong ngày của hệ thống truyền thông TNT Media qua phần trình bày của Thảo Nguyên. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần tới. Thảo Nguyên xin thân ái, mến chào.